Ok, hello các bạn nha. Mình Kim Chon đây. Thì hôm nay mình sẽ đi leo rank thứ thiệt luôn. Best leo rank à, mình mới tìm được combo leo rank cực đỉnh luôn. Leo hơi bị kinh. Nhưng mà nói chung combo này chỉ dùng cho những trường hợp khẩn cấp thôi. Thì bắt đầu thì mình sẽ nhảy ở đây. Ít người nè, ít người thì nhảy ở đây thôi. Mấy mùa rồi mình không biết cái mùi leo rank là như thế nào. Thật sự hôm nay mình thử đi leo rank thử coi, coi như thế nào. Không biết chỗ này có súng không ta. Cầu cho là có súng. Rồi. À cái M60, cái M60. Rồi. Đủ combo luôn, đủ combo giết người. Đủ một combo giết người đấy. Rồi, đổi cái AUG đi. Đổi cái này là quá hợp lý luôn. Solo mà mình đi solo nên mình mang kỹ năng như vậy là hợp lý rồi. Alok rồi con Capella hay sao á. Rồi Ford với Maxim. Thì đi solo nói chung là con gì ta? Con Alok nè, con Alok cũng lợi lắm. Alok với Capella nữa. Hai con đó là lợi. Đúng lợi luôn. Không biết có người không ta. Còn con Maxim với con Pho thì ăn ngoài bo, nếu mà mình bị trường hợp khẩn cấp á, thì mình có thể cắn bo luôn. Cắn bo ở ngoài luôn. Vẫn được. Capella thì nó tăng máu, rồi mình mang thêm con hồ ly nữa. Đó là thấy sao đấy. Còn con Maxim thì những trường hợp khẩn cấp như là mình solo nó là mình hết máu á. Đó. Mình có thể keo tròn hay là gì đó 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 rồi mình bơm máu. Bơm máu thì nhanh lắm, nó mà bơm máu thì cộng với con hồ ly hay với con Capella thì chùm mẹ rồi. Thanh niên và lút đồ, lút đồ này thì lút đồ, coi nó có nhiều đồ không ta. Cũng giàu phết nha nha nha. Đúng giàu luôn. Vào dạo vòng quanh. Ôi có người, có người, có người. Mù mắt rồi. Bụp bụp. Hai tiếng không chết. What the hell. Hai tiếng không chết kìa. Không sao không sao. Mình có hai quả lựu đạn. Rồi quăng nét. Xong. Phá keo. Ui không chết rồi, nó không chết rồi. Xong nó không chết nhanh gì. Sao mà không chết được. Còn một thằng nữa, còn một thằng nữa. Hồi nãy mình nghe tiếng chân. Để mình bắn thằng này, mình nghe tiếng chân gần gần mình nữa. Để mình tìm nó luôn coi. Coi thanh niên này đang ở đâu. Đang ở đâu, đang làm gì nào. Ui 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 ui. Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Sợ nè, một viên vào chân nha. Ôi mù mắt rồi. Mù mắt rồi. Không sao. Mù mắt nhưng mà mình kịp kịp rút cái M8. Hay là kịp rút cái M8 á, không là đi mình rồi. Dạo này chơi bị xuống tay quá. Bò nó ở bên ngã ba rồi. Mình đi di chuyển qua ngã ba thôi. Đừng bắn tôi nha. Tôi đang đu cáp không làm gì được đâu. Ngồi mọi người đừng có mà thừa cơ hội. Thường đất đục thả câu. Thấy người ta không làm gì được đâu. À đâu đâu. Đậu xanh nó. Sao nó bắn mình vậy? Trong ẩu là con ẩu nè. Bắn còn năm mươi mấy máu con ẩu. Cho chừa nghe chưa. Láo cá chó hả mày. Đâu phải muốn ăn anh là dễ đâu. Một con đôi Việt. Hai thanh niên. Ê, thanh niên cầm 2k đúp. Định giả mình hay gì. Mình đem cái này lên được rồi. Hợp lý luôn. Mẹ đi núp thôi mà cũng bị bắn nữa. Thiệt khổ thiệt trời. Bo này chắc mình lên trời đó. Ngồi ngồi im re trên đó là ok nhất rồi. Nói chung là bo này á, là nó là giật tâm bo không mà. Nên mọi người cứ vô tâm bo là auto trong bo luôn. Ui vì không có ai hết ta. Ui vi à, một thằng hơi xa sao sao thằng này
xa lắm, không làm gì được mình đâu, hủy diệt nó luôn. À thanh niên kìa, thanh niên kìa, thanh niên kìa, chạy tưng 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 kìa, vui kìa. Trời ơi, chắc ra chỗ cáp nãy lút đồ rồi, nãy mình giết thằng ở đó đó, chắc ra xác đó lút đồ. Định làm gì đây? À, thanh niên này được cái nhà, hơi được cái nhà. Không biết có thằng nào ngay mình không ta? UAV chưa quét nữa. Đấy, chọn nãy vừa nói xong UAV lại chọn cưng được chứ. Đúng cưng rồi. À, ui, một thằng ngay mình, một thằng ngay trời kìa. Nó ngay mình luôn rồi. Nó ngay mình luôn, đậu xanh. Không biết có chết không nữa. Rồi nó rôn thính luôn, không biết có phong lộn ta. Nó đi solo mà như bắn giải gì đó, đem thính vô nó thả thính đỡ phong lụ. Ghê thiệt. Đúng là đẳng cấp. Mình có nên lại chơi nó luôn không ta? Có nên không ta? Để suy nghĩ coi. Thôi, ngồi trên đây là an toàn rồi. À, thanh niên. Ăn nắm đi. Chạy tới mình luôn. Không thể ăn nắm. Kéo không được. Đậu xanh. Kỳ vậy. Kéo không được vậy. Rồi bị lát rồi. Giờ sao đây? Đúng lát luôn. Sao vậy? Bị gì vậy? Trời ơi. À không sao. Hết rồi. Vẫn bị kia. What the fuck? Mày chạy hả? Vâng. Súng kêu bị cùi rồi. Súng kêu không đứng yên mà nó chạy. Đó, thanh niên kia lụm thính kìa. Chắc có phong lụ rồi. Nó công mình không ta? Công em đi anh. Ui, ở dưới có một thằng kìa. Bắn. Ui, kéo như cục xịt. Đó, chạy tương tương. À, sau một hồi quyết định này, mày đã lên chòi núp hả? Chòi tao là trong tâm bo rồi, bo kế tiếp luôn. Thiệt, là mình nói đúng không? Thường á, mọi người mình thấy tầm bo 3 á, hay vừa hết bo 2 mà bo 3 xuất hiện cái á, là mọi người ráng một là phải đi vào giữa, hai là phải đi vào giữa. Đó. Giữa tâm bo ngồi trên đây là hợp lý. Còn nếu không mà nếu mà trống quá thì mình cứ đi rìa bo thôi. Không trong bo làm gì, mình chỉ cần rìa bo thôi được rồi. Láo. Niên bắn đâu ấy? Đâu thế? Mẹ nó. Bắn không gọi là không dính tâm luôn á, kỳ ghê mọi người. Giờ hết đạn rồi, mình phải đi làm đạn cái. Cái thằng ngay cái thục cục thính chết chắc rồi. Nó chết rồi. Thằng kia chắc cũng chạy lại cục thính à. Cái thằng mà hồi nãy mình bắn núp á. Để coi có người không. Để coi có thằng nào ở đây không. Leo rank như vậy chán thật sự. Mình chỉ muốn kiểu như bắn á. Xuống gãy xuống bắn chết cũng được không sao hết. Này mình đang rình nó. Để coi nó có chạy lên đây không. Hình như nó thấy mình rồi. Nhưng mà mình vẫn phải đang rình nó chứ. Rình á, để coi nó định làm gì mình. Bò cuối rồi, mình cũng không có lựu đạn nữa. Thanh niên kia thì sợ mình sợ nó móc á. Mình sợ thật sự. Nó mà móc là mình chết liền, bị bánh mì kẹp thịt. Gọi anh là bánh mì. Đúng không? Gọi anh là bánh mì đúng không? Vì anh đặc biệt thơm ngon. À, đó, hai thằng này anh thấy mình ngon lắm. 7 quả keo luôn mà. 13 bình máu nữa, giàu là giàu luôn. Nói chung 13 bình máu này là để mọi người những trường hợp gọi là cấp bách á, là mình bị kê bo á, thì mọi người mới dùng tới số máu này thôi. Chứ lại đi solo cũng không cần cầm nhiều đạn gì đâu. Mày công luôn. Láo cá chó. Ok, top 1. Đó thì video của mình đến đây cũng là hết nha. Thì nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, share và một subscribe nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha. Bye bye.